Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chú ý ở những lời phúc âm ngày hôm nay. Như này, thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em giữa các hội đường của họ, hay là họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường và kết án anh em cho đến chết, vân vân. Những cái lời nói đó, những cái lời dự báo đó là những thử thách đối với các tông đồ của Chúa, đối với các môn đệ của các tông đồ sau này, và đối với hội thánh, trong đó có tất cả mọi người chúng ta. Và quả thật, trong hầu hết mọi thời đại, mọi thế kỷ đều có một sự phản đối ngầm ngầm nào đó, một lòng ghen tương đố kỵ ngầm ngầm nào đó đối với Chúa Giêsu Kitô và đối với giáo hội của Ngài. Nhưng mà trước hết, chúng ta không nên ngạc nhiên vì những cái thử thách này, bởi vì những cái số phận đau thương của giáo hội đã được Chúa Giêsu, vị thầy vĩ đại, tiên đoán. Chúa Giêsu thấy trước những cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sai lầm và sự thật, giữa tốt và xấu trong cuộc sống của giáo hội Chúa, và trong đó có tất cả mọi người chúng ta. Một cuộc chiến mà có thể so sánh như là những con chiên ở giữa cái bầy sói. Những người Kitô hữu hiền lành, các thánh tử đạo, mà các thánh được sánh như những con chiên không được che chở bảo vệ, bị phó mặc cho đối thủ. Các đối thủ này
được sánh như là những con sói dữ đầy hung hăng và mãnh liệt. Nhưng đó là ý của Chúa, bởi vì Thiên Chúa sẽ tỏ hiện mình ra trong sự yếu đuối của con của Ngài là Chúa Giêsu và của sứ giả của con của Ngài. Như lời Thánh Phaolô đã nói, sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và toàn thể lịch sử của giáo hội đã chứng minh điều này, chứng minh sức mạnh của Chúa Giêsu được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Nghĩa là những kẻ bé nhỏ tầm thường đã làm được những sự việc lớn lao cả thể. Nếu chúng ta đọc lại phong huấn Chúa Kitô đang sống, thì chúng ta sẽ thấy những vị thánh trẻ, rất là trẻ. Thánh Domenico Savio đã dâng tất cả những đau khổ của mình cho Đức Mẹ. Thánh nhân muốn gần gũi những trẻ bị bỏ rơi và tàn tật nhất trong các bạn trẻ của thánh nhân. Thánh Domenico qua đời lúc mới 14 tuổi. Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu cũng rất trẻ, năm 15 tuổi, gia nhập tu viện Carmelo. Thánh Teresa sống con đường bé nhỏ để hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Một vị thánh khác, Thánh Bernadetta Subiru, là em bé yếu hèn nhất ở Lộ Đức. Thế mà Thiên Chúa đã chọn em, đã chọn thánh nhân để truyền đạt sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria, vân vân và còn nhiều nữa. Như thế thì chúng ta có thực sự tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa, đấng có thể làm nên những điều vĩ đại trong sự yếu hèn, nhỏ bé của chúng ta hay không? Cái điểm thứ hai, chúng ta cũng không được buồn về những thử thách mà Chúa Giêsu tiên đoán, bởi vì sẽ xảy đến cho niềm tin của chúng ta, sẽ xảy đến cho đời sống đức tin của chúng ta những cái số phận bất trắc như thế. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng giáo hội của Chúa vẫn tồn tại gần 2.000 năm nay, trên 2.000 năm nay đã tồn tại, cho dù phải hy sinh rất nhiều. Trong đó có các thánh tử đạo, các thánh tử đạo Việt Nam. Và Thiên Chúa thúc đẩy giáo hội tiến nhanh về phía tương lai. Làm thế nào để xây dựng một cái xã hội trong công lý và hòa bình theo tinh thần phúc âm của Chúa. Cho nên chúng ta cũng không buồn và chúng ta cũng không nghi ngờ vào sức mạnh qua lời hứa của Chúa. Và điểm cuối cùng, chúng ta cũng đừng nản lòng, bởi vì những thử thách đó sẽ là cơ hội để chúng ta làm chứng cho Chúa, như lời Chúa nói: mấy anh em sẽ bị điều ra trước tòa Chúa, vua Chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết Thầy là ai, Thiên Chúa là ai. Dĩ nhiên là đối với các tông đồ, những người thân cận của Chúa, thì Chúa Giêsu cũng không có giấu giếm, không ngần ngại nói lên sự thật, tin mừng hay là đời sống của các con nay mai. Tin mừng đó chúng con ra đi rao giảng sẽ có thể tạo nên những sự chống đối và ngược đãi. Chúa Giêsu nói trước: anh thì sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ đôi khi phải chết vì cái tin mừng của Thầy. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng yêu cầu các tông đồ của Chúa hãy giữ thái độ can đảm như Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu
thầy của các tông đồ đã bị lên án, đã bị kết án trước tòa án Phi-la-tô và bắt hại, lại là một cơ hội may mắn để loan báo tin mừng, để tin mừng quá các dân tộc. Nếu chúng ta đọc lại trong sách Tông đồ Công vụ thì chúng ta cũng thấy cái điều đó rất là rõ. Các thánh tông đồ, thánh Phaolô thường nói ông vào tù ra khám, cái việc này giúp ông rao giảng tin mừng rất là tốt đẹp. Bởi sao? Bởi vì tại dinh vua quan cũng như mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Kitô mà thánh Phaolô đã mang xiềng xích Nga ra trước tòa án. Thì thánh Phaolô đã tranh luận và đã nói về Chúa Giêsu cho mấy quan tòa được nghe. Là những vị thẩm phán và các viên cai ngục, những người dân ngoại có thế lực đã nghe nói về Chúa Giêsu trong trường hợp các tông đồ vào tù ra khám. Đọc lại sách Tông đồ Công vụ thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều, trong đó có vua Agrippa, trong đó có thống đốc tỉnh Ankhaya, vân vân, còn nhiều nữa. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo cách này hay cách khác đã trải qua những thử thách như lời tiên đoán của Chúa Giêsu. Các thánh tử đạo, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam, cho phần Vĩnh Long của chúng ta có Philippe Minh và ông Lai Gẫm, ông Trùm ở họ Mặt Bắc, ông Trùm Lụ ở họ Mặt Bắc, đã làm chứng bằng đời sống đạo đức của mình, làm chứng bằng cách ban các bí tích, làm chứng bằng lời rao giảng của mình giữa nhiều sự đối kháng. Những cái lối đối kháng này, đối kháng qua cử chỉ, đối kháng qua lời nói, đối kháng qua những cái lý thuyết khác nhau. Và các ngài đã làm chứng trước mặt các quan quyền và kết thúc bằng cái chết của các ngài, giống như Chúa Giêsu, vị thầy vĩ đại. Nhưng cái chết của các ngài đã mang lại những kết quả tốt, như hạt giống gieo vào lòng đất, nó sinh nhiều quả trái cho giáo hội của Chúa được hưởng nhờ. Tóm lại, những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay, đôi khi đó cũng là những cái mặt tối của tình hình giáo hội của chúng ta, xảy ra trên khắp thế giới, đặc biệt tới ngày hôm nay tại các nước ở Nam Mỹ hay là ở Phi Châu, vẫn còn có những người bắt bớ đạo Công giáo. Thì chúng ta cũng có thể trải qua những giờ phút bị nghi ngờ, do dự phản kháng thành kiến, những giờ phút của những lời nguyền rủa. Nhưng chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa, chắc chắn những thứ đó sẽ đi qua. Và chúng ta hãy hướng về tương lai, là làm thế nào để cho danh Chúa được nhiều người trên thế giới biết đến và công nhận, là làm thế nào để cho công lý và hòa bình theo tinh thần của Chúa, theo tinh thần phúc âm của Chúa được đón nhận. Chúng ta hãy chuẩn bị cho tương lai còn hơn là khóc trước cái đống hoang tàn đổ nát đã xảy ra. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh sống nào.